Dạ, kính thưa ông bà cô chú anh chị thân mến, nay Nhất Thời Vlog mình đang có mặt tại chợ xóm mới Gò Dấp. Nay mình sẽ review hết cái chợ, đường chợ cho ông bà cô chú anh chị mình xem nha. Đây là cái ngõ ba chợ. Đây là cái ngõ ba chợ chỗ khu vực bán cá. Còn đây thì mình ra hướng nhà lồng, ra hướng mặt trước của chợ nha. Thì đây là ra cái hướng mặt trước của chợ nha bà cô chú anh chị. Đây thì bán hành, tỏi, chanh, ớt. Đây thì ra một cái đường ở bà, mình sẽ vòng hết cái đường chợ cho ông bà cô chú anh chị mình xem. Vậy hôm nay mình không có sử dụng cái cây quay nên cũng có thể nó hơi lắc màn hình chút xíu nha ông bà cô chú anh chị xem mà thông cảm. Đây là khu trong nhà lồng nè. Thì cái này là hai bên chợ. Đây là chợ xóm mới nha ông bà cô chú anh chị. Đây mình sẽ qua đây hành tỏi. Đây thì hành tỏi, đây thì áo quần. Bán đầy cầu chợ này thì nói chung bán đủ thứ hết nha. Bán đủ thứ hết nha bà cô chú anh chị. Đây là ra phía trước đường, đó là đường Lê Đức Thọ. Đường mấy trước là đường Lê Đức Thọ, còn hai bên này thì cái máy vô hướng nhà lồng. Bên này thì những khu này người ta bán tạp hóa. Chợ thì hôm nay thì thứ năm ngày 11 tháng 8. Thấy chợ nó cũng không được đông lắm nha bà cô chú anh chị. Đây là mặt trước của chợ, còn bên đây là những cái nơi giữ xe. Giữ xe mình sẽ đi vòng qua cái đường mặt trước này luôn nha. Đây là đường Lê Đức Thọ. Đây thì có những cái sản phẩm của mặt hàng. Đường này thì nó không có đông, không được đông lắm nha. Đây có gỏi sứa ăn liền giá 30k ha. Thì đây thì vô đây thì cái đường vô trong má chợ nha. Đây thì vô những cái khúc nhà lồng. Hai bên này thì bán áo quần vải. Hai bên này thì áo quần vải rồi nha ông bà cô chú anh chị. Đây rất là đẹp, những mẫu vải rất là đẹp. Và đây là chợ xóm mới nha. Đây là chợ xóm mới Gò Dấp. Quạt mèo. Và đây thì vô đây thì khu ăn uống của chợ nha bà cô chú anh chị. Vô đây là những cái khu ăn uống của chợ. Đây những cái khu cá khô. Và kẹt xe.
Đây bên phải này là khu nhà lồng. Đây mình đi theo cái hình chữ U bà cô chú anh chị của cái chợ. Đây mình sẽ ghé vô đây. Đây là khu nhà lồng nha. Đây là khu nhà lồng. Đây thì ông bà cô chú anh chị mình thấy trong nhà lồng rất là vắng nha. Dạ đây là khu nhà lồng nha ông bà cô chú anh chị. Ra đây mình đi nãy giờ mình đi trong đây là trong khu nhà lồng nè. Đó, tới đẳng là đồ gian hàng ăn uống nha. Đây là cực kỳ. Mình sẽ đi qua cái đường bên này nha. Mình sẽ đi qua cái đường bên này cho ông bà cô chú anh chị mình xem. Cái đường này là cái đường đâm ra lại đường Thống Nhất á. Đâm ra lại cái đường Thống Nhất. Đường này thì người ta bán thịt heo, thịt rất là nhiều nha. Hôm nay là ngày 10, ở dưới là ngày 14 tháng 7, tức là gần ngày mai là rằm 7 á. Đây rất là chợ này là chợ Xóm Mới. Cái này là hướng mình đi ra nha, chút mình sẽ đi vô lại cái đường bên này luôn cho ông bà cô chú anh chị mình xem. Đây thì bán những cái trái cây, rồi đồ khô, rồi ốc, cua. Này có giày dép bán đây luôn ha. Đây những cái hải sản. Chợ này là chợ Xóm Mới đây. Đây có những cái nhà bán rồi luôn ha. Trái cây nay 14 trái cây bán được. Nay nói chung 14 thì trái cây với bông sẽ bán được nha bà cô chú anh chị. Đây thì những gian hàng rau. Những gian hàng rau rồi luôn. Ra đây thì vẫn là trái cây. Đây mình sẽ đi vô lại nha. Đây là đường Thống Nhất. Dạ đường Thống Nhất. Mình sẽ đi vô lại. Mình sẽ đi vô lại con đường. Đây thì ta bán rất là nhiều những mặt hàng. Thì chợ ở đây thì ông bà cô chú anh chị, cái chợ này thì hồi xưa mà chưa dịch đó thì cái chợ này rất là đông nha, đi chen chân không lọt á. Nhưng mà từ hồi xong dịch tới giờ thì chợ nào nó cũng vậy, cũng thấy rất là vắng. Dạ bây giờ là đúng 9 giờ nha. Bây giờ là đúng 9 giờ sáng thứ năm ngày 11 tháng 8. Ở dưới là 14 tháng 7 nha bà cô chú anh chị. Thì hôm nay cũng gần như là ngày tương đó. Nên những mặt hàng như thịt cá đồ thì nó hơi chậm. Cũng như thịt cá đồ thì nó cũng hơi chậm nha bà cô chú anh chị. Trái cây, bông thì hôm nay bán rất là được. Khám phá thử cái chợ Xóm Mới này nó sẽ dài và rộng tới đâu nha. Đây thì có ngõ 3.
À, ngõ qua nãy cái đường trên đó mình sẽ phải xuống rồi. Đây thì cam thạc khô. À, mặt hàng khô. Này mình sẽ đi tiếp. Đây là cái ngõ ba, hồi xưa thì ở đây thì ban quản lý chợ người ta chưa dẹp thì ở đây rất là phức tạp, rất là đông. Vô đây nó rất là khó đi nha bà cô chú anh chị. Và đây nó sẽ và có một cái đường đi dài xuống nữa. Dạ. Có một cái đường đi dài xuống nữa nha bà cô chú anh chị. Đi dài xuống dưới này nè. À dạ. Đây thì có anh bán cơm. Đây thì xuống đây nó cũng có gian hàng cá gà. Đây thì qua hồi xưa thì con đường này xuống nó rất là đông, nhưng bây giờ cảm thấy cũng vắng quá. À, cũng rất là vắng nha. À, đường này đi xuống rồi nó tới đâu. Qua xuống mút tới dưới luôn, cũng còn khoảng khoảng hai mấy mét nữa thì mới hết chợ. Sao thu tiền khó vậy? Đây nó xuống khoảng hai mấy mét nữa mới hết rồi. Trái cây với hôm nay trái cây đồ thì bán rất là ok. Dưới đó là hết rồi nha bà cô chú anh chị, mình sẽ quay lên lại nha. Thì cái đường nó tới chỗ khúc dưới đó nó hết thì mình sẽ quay lên đại. Đây thì cũng có những cái gà vịt trái cây. À, nó cũng qua chợ hôm nay thấy vắng quá. À, rất là vắng. À, và mình vào quanh một chợ xôm ơi qua gà mà mua ký tặng ký luôn nha. Dạ, hôm nay mình sẽ dạo quanh hết cái chợ xóm mới luôn. À, thì hôm nay nó rất là vắng. Đó thì ra lại đường Lê Đức Thọ nha bà cô chú anh chị. À, còn mình quẹo trái thì xuống tiếp một cái con đường nữa của chợ xóm mới. À, con đường này thì rất là nhộn nhịp nè. Như là chén dĩa tô đồ thì đều tập trung ở đây hết nha, rất là nhiều. Dạ, đường này thì nó xôm tụ hơn. Dạ. Qua đồ này là dạng đồ cổ. Đây là như là kẹp cài, trái cây. Thì đoạn đường này rất là đông. Dạ, đoạn đường này thì rất là đông nha. Ồ, xuống đây rất là ok. Đây là chả cá. Đây là những gian hàng ăn uống. Gian hàng ăn uống. Cô làm con hai hộp sôi mặn nha, đem tới chỗ bán kiến. Đập chai, đập chai đây nè. À, hộp nhiêu vậy? 15, 10. 10 đi. Đập chai ơi, đây nè. Em coi nè, em chắc em xuống dưới rồi. Dạ. Dạ. Vì sao nó bé thế? Dạ đúng rồi, cỡ biểu mộc à. À, dạ đây đi xuống nữa YouTube chị. Đây đi xuống nữa thì những mặt hàng rất là đẹp nha. À, đây là gian hàng áo quần. Đây gian hàng áo quần rất là ok. À, và mình cũng đi lên tiếp nha. À, rất là ok.
tiếp tục mình sẽ đây thì những mặt hàng như áo quần, dao, kéo, búa, đồ đầy đủ nha, mắt kính, đồng hồ. Mình sẽ đi xuống mức ở đầu dưới luôn. Đây thì cái đường này là ra lại hướng trường học nha. Cái này là cuối chợ rồi. Nhưng mà khu này nó cũng xôm tụ nha bà cô chú anh chị. Cũng rất là xôm tụ, cũng rất là đông. Cũng rất là đông. Dạ đây. Đây thì nói chung chợ này thì bán lồng trộm hết. Dạ, không có phân biệt chỗ nào là thịt cá riêng nha. Cái này lồng trộm. Cứ chỗ nào bán được cái nào thì người ta để người ta bán. Chứ nó không phải như mấy cái chợ kia. Mấy cái chợ kia thì nó có một cái gian hàng giải vậy là bán riêng. Cái gì đó người ta sẽ bán riêng. Còn chợ này thì nói chung nó kiểu như người ta cứ bán được cái gì thì người ta bày ra người ta bán. Dạ đây thì đi ra đây thì nó khu vực cuối chợ rồi đó. Đó thì đâm lại ra lại đường Lê Đức Thọ. Còn ở đó đâm qua thì Phan Huy Ích. Mình sẽ đi vô lại nha. Sẽ đi vô lại trong bà cô chú anh chị mình xem lại khúc cuối chợ. Khúc này thì nó quần áo nhiều. Thì cái chợ xóm mới này thì ông bà cô chú anh chị thông cảm, nó cũng không được lớn lắm nha. Nó cũng không có được lớn lắm. Thì ông bà cô chú anh chị mình xem thấy video này hay thì nhớ cho mình xin một like nha. Còn ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để xem tiếp những video mới. Và nhất thời vlog cũng xin chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật vui tươi và hạnh phúc. Nhất thời vlog xin kính chào và tạm biệt ông bà cô chú anh chị mình nha.